quý vị khán giả đến với chương trình Người Đi Suy Cơ, phiên bản đặc biệt dành cho gia đình. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón người dẫn chương trình Nguyên Trang và Diệu Nhi. Gì vậy cha? Anh tính nhảy xuống hồ bơi hay gì? Không, anh muốn làm một vòng catwalk để thể hiện cái đẹp của anh. Vừa mở đầu chương trình thôi mà anh làm như vậy rồi khán giả sợ người ta tắt tivi. Quý Khang, Diệu Nhi, chào đón quý vị đã cùng đến với chương trình Người Đi Suy Tư. Người Đi Suy Tư sẽ là những bức tường mà các đội sẽ phải trải qua, và vượt qua đó các đội sẽ phải giải thưởng là 20 triệu đồng. Với vòng từ thơm nè, từ đôi nè, từ ba nè, và đặc biệt là đối diện với hai vòng của bức tường sắp xếp, thì chắc chắn hai đội ngày hôm nay của chúng ta sẽ có rất là nhiều kỷ niệm vui, cũng như là sẽ gắn kết tình cảm với nhau hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội chơi. Mời quý vị cùng đến với Người Đi Suy Tư. Biển Lầu. Trời ơi, thấy chưa? Con bé nó cao quá, đổ chỗ lại đi cưng. Đừng qua đây, bé qua đây. Rồi, để đứng lại gần chị Nhi. Thì ra kêu quá. Em bước qua hai bước. Dễ sợ. Đứng sát bên kẹp vô. Dễ sợ. Cũng không có vừa gì chứ. Dạ. Chúng ta sẽ cùng chào đón đội Sông Dài. Có tới hai cặp tiên đồng ngọc nữ. Đây là cặp tiên đồng ngọc nữ phiên bản chiều cao giới hạn, và đây là phiên bản chiều cao siêu mẫu. Bây giờ tụi em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Xuyên Tường. Xin chào anh chị anh Nguyên Khang và Diệu Nhi. Xin chào quý khán giả, mình là Trí Quân, hiện tại đang là diễn viên tự do. Chương trình ngày hôm nay và xin chào đội đỏ và cũng như là hai vị MC ở đây. Em là Trúng Huyền Thanh và hiện tại em là người mẫu ạ. Sửa cho nhiều nha, chứ mà mình ngưng sửa cái giai đoạn là giống chị thì sửa tới đây thôi. Tới đây rồi đó, ok. Con nhà em có ra em rồi, chị yên tâm. Thật sự luôn á, gia đình này vợ cũng đẹp, chồng cũng đẹp, vợ cũng cao, chồng cũng cao. Trời ơi, đẻ ra con đẹp luôn anh ơi. Em hy vọng biết sau này chồng em có đẹp giống em không? Bây giờ em lấy chồng cao 1m7 thì con cao. Chắc thì mỗi lần em nói chuyện với chồng em bắt ghế lên nói chuyện với chúng ta. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đội bên đây. Trời ơi, đội này dễ thương. Ra đây con trai, con ra đây chú coi nè. Nàng nhỏ nó dễ thương, nó đầu tư lắm, con quay vòng cho chú coi. Chú đuổi này để làm gì con? Dạ, để con diễn. Con diễn hả? Cái túi này con đựng gì trong đó vậy? Dạ, đựng tiền cách xe. Xin chào mọi người trong trường quay và hai MC. Mình là Nguyễn Văn Sơn, mình là nhóm trưởng của gia đình Sông Dài. Làm nghề gì? Nghề mua bán. Mua
bán gì anh? Bán phụ vợ, bán shop quần áo rồi. À, về bán quần áo. Quần áo có cả quần áo nam và quần áo nữ đúng không ạ? Dạ, cho em xin bắt tay nhé. Dạ, có gì nào tài trợ em thấy không? Dạ, con xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Dạ, con xin chào hai cô chú MC. Dạ, con xin chào đội bên kia. Con tên là Thảo My, năm nay con 10 tuổi. Con đang làm công việc gì? À, dạ, con là rapper nhí. Rapper nhí? À, vậy là đúng rồi, với cái giọng này phù hợp. Và con trai con giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người trong trường quay và hai MC và đội bên kia. Con tên là Minh Hiếu. Minh Hiếu, con có nickname gì không? Dạ, nickname con là Sunny. Sunny, năm nay mấy tuổi con? Dạ, năm nay con 6 tuổi. Rồi, mẹ. Dạ, xin chào các vị khán giả và hai vị MC và chào đợi xanh ạ. À. Mình là Nguyễn Ngọc Thảo, mẹ của bé Thảo My. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với màn chào sân của cả hai đội. Một bên là đội chiều cao nổi bật và một bên là đội siêu nhí của chúng ta. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục chào sân của đội Việt Chào. Tụi em vừa mới trình bày xong ca khúc Về Nhà Thôi và tụi em xin phép về. Chưa kịp chơi mà. Hay mình chưa có gì hết mà mình rủ nhau về nhà. Thì tới đây hát cái ca khúc Về Nhà Thôi xong mình về thôi ạ. Chưa kịp gì chưa? Yeah, yeah, thôi. Cái gì giải tán vậy chứ? Rapper biểu diễn sao? Bất cỡ lắm. Chừng nào lên sân khấu thì nhạc lên để tôi làm cho mấy chú coi. À, đúng. Bây giờ xin mời hai chị em và ba mẹ bước ra biểu diễn tiếp mục trò sân. Chung của
cái sự tự nhiên tôi ước gì cái bài này nó có cái beat, cái tôi nhào ra tôi đọc rap luôn chung với gia đình này quá. Cái lời bài hát này nghe lạ lạ, ngộ ngộ mà cũng dễ thương, không biết là ai sáng tác vậy ta? Dạ là một người chú quen của con. Một người chú quen, à hay quá. Bây giờ hai đội đã giới thiệu cái tài năng của mình rồi, mà bây giờ chả lẽ mình cặp tiên đồng ngọc nữ chiều cao giới hạn mình không giới thiệu cái gia sản khiêm tốn của nhà mình mình. Dạ, cái mảnh đất mà ba mẹ để lại. Dạ, trân trọng giới thiệu ngoài hai đội của con. Đây là một cái hồ bơi. Một cái hồ bơi mà chương trình của chúng tôi được thiết kế riêng trong ngày hôm nay. Nó được lát bằng cái loại đá cẩm thạch ở dưới sâu của lòng đại dương. Chúng tôi bê nó lên để mà lát cái sàn này. À, tương truyền cái hồ bơi giá chỉ có vài triệu nhưng mà cái đá cẩm thạch thì giá tới 18 tỷ. Cho nên rớt xuống hồ bơi này chúng ta sẽ cảm thấy wow, nó rất là sang trọng. Đúng vậy. Và để tăng thêm sự mát mẻ của hai đội chúng ta thì xin mời anh Bảy và chị Sáu. Con trai, con đoán đây là cái gì đây? Dạ đá. Đá hả? Đá, đá để làm gì nè? Để làm cho cái hồ nó mát hơn. Trời ơi, thông minh quá. Rồi ai sẽ là người làm cho cái hồ mát hơn nè? Dạ chú. Trời ơi, chú làm gì cái người ta bảo nó kỳ lắm. Bây giờ con nè, con quăng cái này xuống, xong con đọc rap cho chú nghe được không? Dạ. Đọc một cái rô đi. Cá rô nha. Dạ. Ok, 2, 3, vô. Con cá rô bởi gỗ gồ gồ, nghe tôi gắt thấy ghê, nó còn nít nó ồ ồ. Sao vậy hả? Con cá rô nó dạy vô gỗ ghê, gồ gồ gồ, dễ thương quá rồi, cảm ơn con. Rồi, chúng ta là ra hồ mát chưa? Ồ, mát quá. Rồi, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng qua đến cái khu vực hồ tiếp theo. Đây, đây chính là chiếc hồ nóng. Chiếc hồ nóng cơ chị, khi mà chúng ta rớt xuống đó chúng ta bị lạnh quá đúng không? Chúng ta chui vô đây, chúng tôi sẽ đun nước lên tới 100 độ C. 10 độ C để cho chúng ta ấm. Không phải 10 độ C nữa, mà 20+ độ thôi để cho chúng ta ấm. Chứ 100 độ là chúng tôi luộc mấy bạn rồi. Chúng ta sẽ ấm người lên mà sau đó là chúng ta ngồi thư giãn trò chuyện với chúng tôi. Được không? Rồi bây giờ mời chúng các đội chúng ta quay trở về vị trí. Đội chơi đã rất là sẵn sàng để đến với chúng ta. Liệu rằng ngày hôm nay biển rộng hay là sông dài, đặt cái tên nghe rất là thơ văn, đã đi vào lòng người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội cùng đến với Người đi xin tư. Để giành quyền thi đấu, xin mời hai đội trưởng. Ai sẽ là người thi đấu đầu tiên? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của Nguyễn Khang. Ai trả lời đúng nha? Câu hỏi của chúng tôi như sau: hãy cho chúng tôi biết con gì đập thì sống mà không đập thì chết hết. Con tim. Hay, đó là đáp án chính xác. Như vậy đội của chúng ta thì trước. Đội này thì sau. Ở phần thi này thì là bức tường đơn, vì vậy hai đội của chúng ta sẽ cử ra một người để thi đấu. Xin mời mọi người xem đoạn clip sau đây. Khi bức tường xuất hiện, các gia đình phải phát huy sự thông minh của trí não và sự khéo léo của cơ thể để tạo dáng đúng và xuyên được tường. Đáp ứng hai tiêu chí trên, bạn nhận được tối đa số điểm. Nếu tạo dáng đúng nhưng không xuyên được tường, bạn nhận được một nửa số điểm. Nếu như hai đội chơi của chúng ta ở vòng này hoàn thành thử thách bằng cách là không chui, không có luồn qua những cái bức tường mà là đã thật sự tạo dáng đúng mà bức tường đưa ra, thì chắc chắn mình sẽ giành 10 điểm ở vòng này. Như vậy thì đội bị trọng của chúng ta, ai sẽ là người thi đầu tiên? Thôi mình thôi cho bé nhất đi ha, mình phải ưu tiên đúng không? Lady first, xong rồi là bé nhất, thôi cho em bé gái lên nhất đi.
Rồi, em có vui vẻ với lại cái điều này không? Các bạn em ép không vui. Em hãy nói là cái điều mình không thích đi. Tan nát gia đình. Tan nát gia đình. Tan nát gia đình. Xin mời đời biết không? Xem lại đoạn clip vừa rồi. Đấy, khi mà bé đứng bé rất là phải đi giống giống rồi đó. Quan tâm đấy. À. Ok. Yeah. Ok. Đúng rồi. Rất là tiếc. Hồi nãy mình ráng rồi để banh banh cái tay ra chút xíu nữa. Cho nên dòng này á là gia đình của mình không có điểm. Rất là tiếc nhưng mà không sao. Mấy cái vòng sau mình rút kinh nghiệm. Rồi, bây giờ là đội sông dài. Sông dài sẽ cử ai ra? Yeah. Rồi, xin mời ba. Sẽ hiện lên trên màn hình, chúng ta sẽ cùng xem đó. Anh đã quay xuống, rất là lùi lên, chậm rãi. Đấy, sau đó anh đưa cái tay thẳng lên. Đây, em thấy là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tài chính xác và đã vượt qua được bức tường đã đổi của chúng ta có 10 điểm. Đội xanh không có gì phải lo cả. Bây giờ có 10 điểm rồi, mấy vòng sau nhiều điểm lắm. Nó tăng lên cấp độ 20, 30, 60, 90 lần. À, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo của Người đi xin tường.